Kính thưa cả nhà, kênh Hoa Lan Thiệt Phượng hôm nay tiếp tục giới thiệu cho cả nhà một cây quế trắng tháng 8 nhé, Thanh Hóa. Đây, cây này thì nó về vườn em được khoảng hơn một tuần rồi, nhưng mà vẫn chưa có thời gian chỉnh sửa cây, vẫn chưa có móc cao để em móc cao trên đây để nó không bị vào cái kẽ lá này. Cây này thì cái chất lá trên em chưa, nó có mỗi cái chất lá trên nó vẫn bóng nhé, còn dưới đây em chưa vệ sinh. Nhà em nói chung là bận, vừa kết hợp làm ở công ty mà rồi về bán hoa lan này kết hợp nên mà cũng bận. Về cái chất lá này thì cây này nó không to. Cây này em nghĩ là nó sẽ được khoảng 4 cm 8. 4 cm 8. Một mẹ hai. Một hai. Một mẹ hai con. Cây này là một mẹ hai con này. Đấy, em sẽ từ từ em view lên cho cả nhà xem. Các bác biết là lúc nào em quay cũng trong cái thời gian nó sẽ tối ấy. Vì là ban ngày là em bận, không có thời gian. Thì trong những cái thời gian mà tối rỗi rảnh rỗi là em ra em đi quay thôi ạ. Khi mà đánh bóng các cái bản lá, khi đánh sạch thì nó bóng như thế này ạ. Tất cả các cái cây hoa lan thì cả nhà nên đánh sạch cái bản lá, vì là cái lá này nó như một, ví như một cái tấm pin năng lượng mặt trời cả nhà. Nó có sạch thì nó mới hấp thụ được năng lượng mặt trời. Thì để nó hấp thụ được ánh nắng mặt trời thì nó mới đưa nước từ thân, từ rễ lên thân lên lá cả nhà nhé. Đấy, cái thứ hai là phải được cái thứ nhất là phải được cái bộ rễ tốt. Đấy, bộ rễ tốt thì là có thể là đưa nước từ rễ lên thân và lá, và cái lá thì là nó như cái tấm pin năng lượng mặt trời, là nó sẽ hấp thụ các cái chất dưỡng chất từ bộ rễ lên thân và lá lá. Thế nên mà các bác chơi cây các bác chịu khó lau sạch, thì khi mà các bác nắng lên thì các bác thấy nó cây nó rất là đẹp, vì là nó hấp thụ năng lượng mặt trời, là nó quang hợp tốt, nó như ví như một cái tấm pin năng lượng mặt trời cả nhà nhé. Cái này là chưa có móc con, bé thôi nhưng mà chất lá thì khỏi phải bàn. Đây là cây con này cả nhà này, cây con ra nó lại cái bản lá như thế này rồi, cây con bản lá rất to đấy nhá. Thực ra là nếu mà chơi được cái cây này, chơi được cái mua cái cây này về tách hai cái cây con này là được cả 3 cây rồi, cây mẹ nó lại tiếp tục nó đẻ. Nói chung là cây này chất rễ cái thứ này không phải bàn, thì là mình cứ giữ độ ẩm và chăm sóc tốt thì trong vòng, như quế thì như ở vườn nhà em thì trong vòng một tuần là ra rễ non đây cả nhà. Vì là em kết hợp là Superthai với B1 và phân bón lá, em kết hợp 3 thứ lại thành một, xong đấy là phun. Một là nó có chức năng kích rễ cho cây, hai là giải độc, ba là cung cấp một lượng dinh dưỡng cho cây luôn, nên mà nó sẽ rất nhanh. Còn bình thường các bác mà cứ mua về bác phun B1 riêng, kích rễ riêng thì nó không tốt bằng kết hợp như em vừa nói. Cây này là em đếm xem nào, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 cặp lá cả nhà. Thì em đếm lại xem nào. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 cặp lá. Cây này cao chắc là khoảng tầm 80 cm. Em không đo được, em áng chừng này. Còn bản lá thì chắc là khoảng 4 cm 8, nhưng mà rất biết rất đẹp này cả nhà. Đấy, em sẽ chụp từ trên chụp xuống để cả nhà, để em lấy cả nhà, đẹp lắm. Thì nó sẽ bị ánh nắng, bị điện ánh điện, nên mà
Em chỉ quay được có một hướng thôi. Đấy, cả nhà, đấy. Năm canh Quế trắng tháng 8 Thanh Hóa đây cả nhà nhé. Và có một trụ mới về thì em cũng chưa có kịp mà. Em cũng chưa có kịp mà có thời gian để mà quay cho cả nhà. Đây. Để hôm nào mà em có thời gian, em sẽ làm một cái clip để giới thiệu cái cây này. Cả nhà thấy cây này rụt rịt chưa? Cây này mới là cây đỉnh cả nhà này. Cái nguyên bản này nó mới là rễ này, cả nhà thấy rễ này nó đã bám hết vào đây rồi. Đấy. Hôm qua em mới làm túi phân vào đây. Và giờ chỉ tưới nước thôi. Này đây là một cây rụt rịt này. Cây này là độ khoảng 20 em xem nào, chắc là khoảng hơn 20 cm một chút, khoảng 22 23 cm gì đấy thôi. Mà tiếp theo một cái cây cao hơn này. Cây này là quế trắng tháng 8 Hòa Bình cả nhà nhá. Cây này là quế trắng tháng 8 Hòa Bình bản lá 5 cm. Cây này thì được 5 cm. Nhưng đây em chỉ quay từ dưới lên, em chỉ view qua thôi cả nhà xem thôi. Cây này là được 4 cây. Cây này là được 4 cây nhá. Ở đây. Đây cả nhà. 4 cây, cây này chắc cũng được khoảng gần 30 cm. Đấy cả nhà xem nó rụt, nó xếp đều không? Cây này là quế trắng tháng 8 Hòa Bình. Lá 5 cm và còn một cái cây ở giữa đây này. Đấy. Cây ở giữa đây cả nhà. Cây ở giữa thì cũng khoảng tầm gần là 20 cm đấy cả nhà, tức là cái trụ này. Cái trụ này nếu mà được 4 cây đẹp. Được 4 cây đều đẹp cả. Xếp rụt, được cái này rụt nhất. Được cái cây này rụt nhất. Đây cả nhà cùng ngắm. Em để xa xa em chụp phát để em lấy ảnh avatar. Đấy. Đấy là cái hàng quế Hòa Bình ở nhà nhá. Rễ bộ rễ này. Cái này khi mà nó ra cây con thì là chấm hết luôn. Và kênh Hoa Lan Thiện Phượng là chuyên cung cấp hàng đài châu Thái, đài châu rừng. Quế trắng tháng 8 Thanh Hóa, quế trắng tháng 8 Hòa Bình. Và ngày trước thì em cũng có chia sẻ là quế trắng tháng 8 Đắk Lắk, vùng Cà Rông Bông. Nhưng mà qua nhiều các cái dòng quế rồi thì em thấy là quế trắng tháng 8 Thanh Hóa vẫn là đỉnh nhất, xong đến quế trắng tháng 8 Hòa Bình. Đấy cả nhà, xếp rụt luôn. Đây cả nhà, già sẽ non hết rồi. Đây các bác xem những cái chất cây. Đây cả nhà, chất cây. Đây là những các cái trụ. Đây cả nhà. Em có một rề kiểu khủng. Kiểu này em mới ghép lên thôi. Nhưng mà giờ nó gần 100 thân lá cả nhà nhé. Gần 100 thân. Gần 100 thân. Đây là kiểu tím miền Trung. Đây là kiểu tím miền Trung cả nhà nhé. Rề rất khủng. Đấy cả nhà, khủng to lắm. Có cháu nhà hàng xóm đang khóc nhưng không sao. Và đây là quế trắng tháng 8 Hòa Bình này cả nhà này. Cây này là cao nó cũng
trên 80 cm. Nhìn từ xa nó mới đỉnh. Bản lá là trước em đo bản lá to nhất là được 5,2 cm. Bản lá được 5,2 cm. Thường cái quế ấy, các bác chơi nhiều các bác sẽ biết, cái quế của Hòa Bình ấy thì cái cổ lá này này là nó sẽ nhỏ hơn và sẽ xưa các cổ lá hơn so với quế trắng Hòa Thanh Hóa. Được những cũng sẽ có cái cũng có một cái trụ mà em vừa quay trước ấy thì nó được rụt rịt nên mà rất hiếm, nên quế trắng Hòa Bình nó không mít rụt bằng ở Thanh Hóa được, mà cái bản lá nó không chắc bằng đấy. Các cái cổ lá này, đây là những cái vòi hoa nó ra rồi đó, cắt em cũng chưa có thời gian em cắt. Em cũng có một cây cây nói chung là rất nhiều, nhưng mà thôi thì em cũng hôm mấy hôm em sẽ lên một chút đấy. Mà các bác ngắm giò kiều và những cái núm nụ của nó thì đang sưng hết rồi cả nhà, đây này sưng hết rồi này, chắc là em nghĩ là khoảng tháng 2 tháng đây, nó đang bắn đây này, sưng hết đấy, đây sưng hết rồi cả nhà này đấy. Nó sưng hết các cái nốm này. Đấy sưng hết. Thì kênh Hoa Lan Thiện Phượng cũng xin cập nhật hàng ngày. Cái cây này nếu mà những cái bác nào mà theo dõi kênh nhà em thì chắc là biết rồi. Đây là cây đây là cái cây trầu lá xoáy. Bản lá chắc là phải được hơn 9 cm. Vì là vận chuyển bên Thái Lan sang thì nó có gãy đôi cặp lá để cả nhà này gập ra rồi. Thì em sẽ cập nhật hàng ngày để cả nhà thấy được là ghim cố định lại thì thời gian bao lâu. Cái hôm 27 tháng 3 là em đã cập nhật, hôm 27 tháng 3 là mới được trước đấy khoảng 3 ngày, 2 ngày. Đấy thì để em xem là cái thời gian bao nhiêu là nó sẽ can được cái lá này lại nhé. Đấy, cây này thì em để cho nó can lại là em chơi. Đấy, như một bông hoa cả nhà nhá. Bản lá tầm 9 cm. Anh xem cái bàn tay của em này. Đấy, cái bàn tay cái trên này là cái trên này là cái lá khác nhá, còn cái này là lá dưới này. Nhìn cái bàn tay này. Đấy. Đấy à. Cả nhà thấy nó vip như thế nào chưa? Hôm vừa rồi em về có một cây gần được 12 cm các bác nhá. Đẳng cấp ở em mà đăng trên kênh rồi. Để bác nào mà có nhu cầu thì vào kênh của em là biết là bản lá phải tầm 12 cm, gần 12 cm, chắc là phải đấy, vì là nó nằm ở trong cái kẽ lá, em đặt cái bàn tay mới được có nửa bàn tay, bàn tay em được có nửa của cái bản lá đấy. Và cũng qua đây thì cho kênh Hoa Lan Thiện Phượng xin cảm ơn cả nhà trong thời gian qua đã ủng hộ vườn em. Thì nhà em là chuyên cung cấp các cái dòng đáy châu Thái thuần. Hàng bóc thì nhà em giờ không cung cấp nữa. Hàng Thái, hàng rừng thì giờ chỉ có mỗi hàng rừng Bình Thuận và quế trắng tháng 8 nhé. Thì các bác có nhu cầu liên hệ số hotline 0978 379 479 và Zalo 0974 165 415. Thì cần những cái size cây như thế nào thì cứ inbox trực tiếp và cho bà xã em sẽ chọn cây. Bác nào mà có duyên được qua kênh nhà em tình cờ mà xem được những cái clip này thì cho nhà em một lượt đăng ký kênh, một lượt like và được chia sẻ nhé, để cho nhiều bác mà có cơ hội mà thấy được thì có muốn nhu cầu thì vào sưu tầm rồi ủng hộ shop em. Thì shop em cũng xin chân thành cảm ơn các bác. Cập nhật hàng ngày, vì là hàng ngày thì em sẽ cố gắng một ngày em sẽ ra một clip. Hy vọng mai em sẽ có một cái ngày chiều ngày mai hoặc ngày kia là em sẽ có một cái điều đặc biệt cho cả nhà, là nếu mà có cơ hội là em sẽ cho cả nhà chiêm ngưỡng một cái cây quế trắng tháng 8 của Thanh Hóa. Nó cao 1m3, một mẹ ba con, gần 6 cm, bản lá gần 6 cm.
Thì nếu mà mai mà em có cơ hội mà giao dịch, mà đi thăm được, đi chơi được, thì em sẽ đăng lên kênh để cho cùng cả nhà cùng ngắm cây, để cả nhà cùng đam mê là xem là ở trên cái đất nước Việt Nam này là nó có bao nhiêu cái cây khuy hết khủng mà mình có thể biết được. Vì là mình không biết được thì nó rất nhiều, nhưng mà những cái bác mà có duyên mà gặp được thì để mà thấy được thì là chắc là ít thôi. Cũng qua đây thì em cả chân thành cảm ơn cả nhà nhé. Em xin kết thúc video ở đây. Xin thân ái và chào tạm biệt cả nhà. Em xin kết thúc video ở đây nhé.